Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Công ty Đại Kim Bắc. Thì tiếp tục video ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các bạn và hướng dẫn các bạn sản phẩm động cơ giảm tốc mini có phanh từ hay còn gọi là có thắng từ. Các bạn sẽ thấy được cái phần thắng từ của nó nằm ở phía sau như này. Đây là cái phần má phanh. Và thắng từ này sẽ sử dụng điện áp là DC 90V qua một cái diode chuyển đổi. Thì các bạn chỉ cần cấp nguồn cho nó là điện một pha 220V thôi thì cái thắng từ sẽ hoạt động được. Còn động cơ thì bên mình sẽ có các loại động cơ một pha hoặc là ba pha tùy theo ứng dụng và các bạn, bên mình có thể tư vấn cho bạn sử dụng. Thì với động cơ này thì bên mình là động cơ một pha có sử dụng cái bộ điều chỉnh tốc độ. Đây, cái speed control. Cái này giúp điều chỉnh tốc độ của động cơ. Thì làm sao để cho nó hoạt động? Thì rất là đơn giản thôi. Thì các bạn sẽ thấy được cái phần kết nối giữa motor và bộ điều chỉnh nó sẽ có một cái rắc như này. Thì riêng cái phần điện thì các bạn sẽ cắm rắc sao cho cái hai cái phần mặt số nó sẽ thẳng nhau như này, rất là dễ thôi. Về phần điện áp của thắng từ hay là phanh từ thì các bạn có hai cách. Một là các bạn cấp nguồn riêng cho nó, hai các bạn có thể chưa cấp nguồn chung vào cái phần điện của bộ điều chỉnh như này cũng được. Đây, hai cái dây xanh này là dây phanh này, còn dây đỏ dây trắng là dây nguồn. Thì các bạn có thể cấp chung như này cũng được, hoặc các bạn điều khiển riêng, các bạn có thể cấp riêng nguồn một pha 220 vào đây. Như đây thì bên mình sẽ cấp chung vào một cái nguồn như này để cho khi ngừng và mở động cơ, ngừng và tắt động cơ hoạt động thì nó sẽ cái phanh nó sẽ cũng sẽ ngừng theo. Thì bây giờ mình sẽ chạy test một lần cho các bạn thấy được cái hoạt động của cái động cơ này nhé. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn thì các bạn sẽ thấy được là cái động cơ và cái thắng từ của nó hoạt động song song với nhau. Đây, các bạn sẽ thấy cái động cơ và cái thắng từ sẽ hoạt động song song với nhau. Đó. Khi điện áp cấp vào thì phanh nó sẽ mở và đồng thời động cơ nó sẽ quay. Còn nếu mà ở trạng thái đóng thì các bạn sẽ thấy được cái phần cánh quạt nó sẽ không thể quay được, tại vì cái phanh nó đã hãm cứng cái phần trục của động cơ này rồi. Đấy, thì tác dụng của cái phanh nó sẽ giúp cho cái động cơ có thể dừng hoặc là ngắt đúng cái vị trí các bạn mong muốn. Hai là cái phanh nó sẽ giữ được cho cái phần trục động cơ nó không bị xoay trong trường hợp các bạn treo một vật nặng hoặc là các bạn cần dừng cái động cơ ở thời điểm chính xác, thì cái phần phanh từ này nó sẽ giúp các bạn làm được cái điều đó. Thì với dòng sản phẩm này mình sẽ có sẵn các công suất từ 6W cho đến 200W. Động cơ thì tỷ số truyền sẽ có sẵn từ tỷ số truyền 1/3 đến 1/1800 cho các bạn lựa chọn. Mọi chi tiết sản phẩm các bạn có thể liên hệ hotline Công ty Đại Kim Bắc hoặc truy cập website daikimbac.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích, hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem và đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.